Vì thế, vào buổi chiều tối hôm nay, mang tính chất khiêm nhường, chúng ta một lần nữa cũng xin thánh bổn mạng của chúng ta là thánh Cecilia và thánh Phêrô tiếp tục cầu bầu thêm để chúc lành cho tất cả những gì mà trong cộng đoàn của chúng ta đang thực hiện. Và đặc biệt xin Ngài cũng tiếp tục chúc lành và trả công bội hậu cho gọi là ban cụ thường vụ của chúng ta, và sau khi rước lễ chúng ta sẽ có nghi thức và tuyên dương và cũng như là nghi thức chúc lành cho tân ban thường vụ của chúng ta trong buổi chiều tối hôm nay. Sau cùng nói về ngày lễ hiệp phụ thì con có một câu chuyện này và con cũng xin được kết thúc qua bài chia sẻ tối hôm nay để chúng ta tin tưởng rằng với ơn Chúa chúng ta sẽ có thể làm được tất cả. Và những người chánh đàn ông quý ông cũng hy sinh rất là nhiều mặc dù quý ông không có nói ra. Như chúng ta thường xuyên lên trên mạng và chúng ta nhận những cái câu chuyện trên mạng thì đây là những câu chuyện mà con sưu tầm được trên mạng. Một người cha có một người con bị tai nạn xe hơi và được chở vào nhà thương để xin bác sĩ để mà có thể làm một ca phẫu thuật. Và trong niềm vui và tin tưởng vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần thì chúng ta cũng biết rồi, trong những năm vừa qua thì cộng đoàn của chúng ta được rất là nhiều sự ưu ái đến từ mọi phía, và đặc biệt là những người Việt Nam của chúng ta là ủng hộ tinh thần phục vụ cho nhau rất là cao. Và vì thế chúng ta thấy là trong ban thường vụ của chúng ta thì chúng ta thấy những gương mặt rất là thân quen, và kể từ nhiệm kỳ mới này chúng ta sẽ thấy có những gương mặt mới vào với ban thường vụ. Và như con cũng thưa chuyện là trong những năm tháng vừa qua khi con đến thì đúng ra là anh chủ tịch là anh Hùng đã hết nhiệm kỳ rồi, nhưng con xin ảnh ở lại cùng với các anh chị em trong ban thường vụ lúc đó là có, và hiện tới bây giờ đó là anh Hùng là chủ tịch, rồi anh Tuấn là phó chủ tịch nội vụ, anh Sơn là phó chủ tịch ngoại vụ, cùng với chị Thanh Vân là thủ quỹ và anh Sony là thư ký. Và chiều hôm nay thì chúng ta sẽ tuyên dương tất cả năm thành viên này, nhưng tuy nhiên vì là mùa hè cho nên chiều tối hôm nay chỉ có hai thành viên ở trong ban thường vụ có mặt mà thôi, mà một vị là được tái đắc cử cho nên chúng ta chỉ tri ân thôi, nhưng chúng ta chưa có tuyên dương tại vì anh vẫn còn tiếp tục phục vụ, đó là anh Tuấn, một gương mặt rất thân quen. Và vì thế chiều hôm nay chúng ta cùng với con và cùng với cha phó để chúng ta cảm ơn những công lao miệt mài phục vụ trong những năm tháng qua của anh cựu chủ tịch Trần Mạnh Hùng. Mời anh lên cùng hát. Cộng đoàn Thánh Phêrô, Giáo xứ Thánh Cecilia Thurston cảm tạ và tri ân anh Trần Mạnh Hùng đã kiên trì phục vụ cộng đoàn trên 16 năm tại giáo xứ và cũng như là cộng đoàn của chúng ta ngày hôm nay, ngày 2018. Thì cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, chị cũng tái đắc cử lại được bầu chọn để tiếp tục làm thủ quỹ nhưng chị vắng mặt chiều tối hôm nay, và có tân thư ký đó là chị Hạnh. Mời chị Hạnh ạ. Chúng ta cũng thấy là ca đoàn bây giờ là xông lên rồi đó, hai vị mới tức là đến xuất thân từ ca đoàn. Và chúng ta cũng biết rằng trong tương lai đây chúng ta sẽ còn rất là nhiều những gương mặt trẻ nữa đến phục vụ, và đây cũng là sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn của chúng ta, để chúng ta thấy với sự tác động của Chúa Thánh Thần thì tất cả các anh chị em đã không quản ngại và lúc nào cũng có tinh thần để phục vụ cộng đoàn cũng như của giáo xứ. Xin các anh chị quay mặt lại để cùng với ban mọi người chúng ta một lần nữa chào đón ban thường vụ.
mời chị Tân chủ tịch có đôi lời, có vài lời. Kính thưa cha chánh xứ, ban chấp hành cộng đoàn, quý phụ, quý ông bà và anh chị em. Trước tiên con xin chân thành cảm ơn cha, quý vị hội đồng mục vụ cũng như ban trị sự của các trưởng hội đoàn và ban ngành đã ưu ái tin tưởng và bầu chọn giao cho con cái trọng trách này. Trong công việc phục vụ mới chắc chắn sẽ có nhiều việc mới, con sẽ cố gắng với tất cả cái tấm lòng của con để con làm. Tuy nhiên con cũng xin cha và quý vị trong cộng đoàn cầu nguyện thêm cho chúng con thêm ơn khôn ngoan, can đảm và cố gắng để cùng với quý vị trong cộng đoàn hỗ trợ đắc lực cho chúng con để tân ban thường vụ chúng con luôn luôn lúc nào cũng cố gắng và làm tròn cái nhiệm vụ của mình để giúp cho cộng đoàn chúng ta mỗi ngày một vững mạnh hơn và thăng tiến hơn trong tương lai. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn cha và tất cả quý vị. Cảm ơn chị Mộng Liêu rất là nhiều. Và chúng ta cũng tin tưởng là tài lãnh đạo của chị, bởi vì chị cũng làm bao nhiêu năm giữ cái chức vụ là hiệu trưởng của trường Việt ngữ của chúng ta, nên chúng ta không gọi là kém phần tin tưởng, chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng sự lãnh đạo của chị.